Chứ không phải là lạnh nhạt cái tôi hả? Bây giờ muốn gì đây? Hoa. Lâu lắm rồi mới thấy anh phụ vợ nha. Trời, tình tứ quá nha. Ủa? Thì ra hai vợ chồng trốn ở trong đây ha. À, tặng chị. Trời ghê vậy. Đây bảnh quá ta. Trời ơi, em lúc nào mà không bảnh. Thôi nói chứ em ra ngoài mua thêm đồ ăn. Hai người ở nhà phụ nấu ăn nha. Ủa thôi khỏi, để em đi cho. Thôi được rồi, để chị đi cho. Nhé. Cảm ơn. Ông từ đằng sau vậy lắm. Nhớ nữa. Ai là em? Còn em chỉ thích ngồi giữa thế này đúng không? Em chỉ thích phá hoại hạnh phúc của anh thôi. Nghĩ sao? Nói lời anh nghe coi. Em chỉ muốn phá hoại hạnh phúc của anh. Hư, nói như vậy là hư. Hư gì anh phạt em? Nhớ là đúng không? Không thể.